Ban biên tập xin kính chào quý vị và khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và thế giới. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 12 đến 14 tháng 6 khả năng có mưa vừa, mưa to. Rải rác có dông, cục bộ mưa rất to từ ngày 15 đến 19 tháng 6. Nhiều khu vực ở vùng núi và trung du có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm ngày 11 tháng 6 khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 13 đến 19 tháng 6 chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, ngày nắng. Những ngày gần đây, tình trạng hạn hán khiến nhiều hồ thủy điện ở miền Bắc thiếu nước. Vì vậy, đợt mưa này được ví như cơn mưa vàng. Sau đợt mưa này, tình trạng hạn hán sẽ được cải thiện hơn. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng dung tích 5 hồ chứa lớn thuộc liên hồ chứa Sông Hồng, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà thấp hơn khoảng 7,476 tỷ mét khối nước. Hiện nay, tổng lượng dòng chảy trên các sông thuộc khu vực miền Bắc phổ biến thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm từ 40 đến 80%. Dòng chảy đến từ các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ thời điểm hiện tại đang thiếu hụt từ 55 đến 75% so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng gia tăng trở lại từ nửa cuối tháng 6, khả năng cao xuất hiện bão áp thấp nhiệt đới. Bà Trần Thị Trúc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa ký phát hành bản tin dự báo thời tiết khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, trong thời kỳ từ ngày 11 tháng 5 đến mùng 10 tháng 6 năm 2023 đã xảy ra 4 trận dông lốc mưa đá vào các ngày 18 tháng 5 tại Phan Huyền, Bắc Bình, Bình Thuận, mùng 4 tháng 6 tại Định Hóa, Thái Nguyên, 28 tháng 5 tại Bắc Hà, Lào Cai. Thời kỳ này vẫn còn một đợt không khí lạnh vào ngày 11 tháng 5 làm nền nhiệt độ giảm và gây mưa cho các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Giai đoạn này đã xảy ra 5 đợt nắng nóng diện rộng vào các ngày 16 đến 23 tháng 5, 27 đến 30 tháng 5, mùng 1 đến mùng 4 tháng 6 tại Bắc Bộ và Trung Bộ, ngày 15 tháng 5, 18, 19 tháng 5 tại Nam Bộ. Đáng chú ý là đợt nắng nóng từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 6 đã có nhiều nơi vượt giá trị lịch sử so với cùng thời kỳ tại Bắc Bộ. Ở các địa phương Mường La, Sơn La, Sông Mã, Sơn La, Mai Châu, Hòa Bình, Phú Yên, Sơn La, Bắc Mê, Hà Giang, Bảo Lạc, Cao Bằng, Nguyên Bình, Cao Bằng, Móng Cái, Quảng Ninh, Hà Đông, Hà Nội. Mức nhiệt độ vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ cao nhất tại đây là 43,3 độ. Nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 1 đến 1,5 độ C, có nơi cao hơn từ 1,5 đến 2 độ C. Các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Giai đoạn này cũng đã xuất hiện 6 đợt mưa diện rộng từ 11 đến 16 tháng 5 đêm ngày 24 đến 27 tháng 5 tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 6 tại Bắc Bộ và Trung Bộ, ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 6 tại khu vực Bắc Bộ, tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ vào các ngày 11 đến 16 tháng 5. Từ ngày 20 tháng 5 đến nay có nhiều ngày mưa trên diện rộng. Tổng lượng mưa trong thời kỳ từ ngày 11 tháng 5 đến mùng 10 tháng 6 năm 2023 trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn từ 15 đến 40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc Bộ và miền Nam, Đông Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 20 đến 50% so với trung bình nhiều năm. Cuối tháng 6, nắng nóng gay gắt gia tăng, khả năng xuất hiện bão áp thấp nhiệt đới. Bà Trần Thị Trúc cho biết dự báo xu thế khí hậu tháng tới, thời kỳ từ 11 tháng 6 đến mùng 10 tháng 7 năm 2023 cho thấy nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn 0,5 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%. Các nơi khác phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10 đến 30%. Riêng tại khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ thấp hơn từ 30 đến 40%. Dự báo trong tháng, bão áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ chủ yếu có nắng nóng cục bộ trong những ngày đầu tuần thời kỳ dự báo. Khoảng từ nửa cuối tháng 6, nắng nóng gia tăng trở lại trong thời kỳ dự báo nắng nóng trên diện rộng
tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trong tháng xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa có xu hướng tập trung vào giữa và cuối tháng 6. Trên phạm vi cả nước tiếp tục đề phòng xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Về nắng nóng, những ngày tới do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp trường phân kỳ cùng với việc cơn bão Gochu đã hút bớt mây ẩm từ phía Bắc Bộ cũng như cả hoàn lưu của vùng áp thấp đi ra khỏi vịnh Bắc Bộ. Hiện trung tâm đang nằm trên bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc và tiếp tục di chuyển ra phía đông tiến về phía Đài Loan. Nên hôm nay Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng với mức độ nhiệt từ 35 đến 37 độ, độ ẩm 40 đến 60%. Đợt nắng nóng sẽ kéo dài nhiều ngày tại các khu vực kể trên. Riêng tại Bắc Bộ có thể gián đoạn trong ngày 13 tháng 6 và phần nào đó có thể là ngày 14 tháng 6 do có mưa rào và dông. Sau đó, nắng nóng sẽ quay trở lại. Nguyên do gián đoạn là bởi có tàn dư của một áp thấp nhiệt đới bên vùng biển phía đông nam Bangladesh, tây bắc Myanmar. Sau đó khi vào đất liền, ở đó thì có xu hướng dịch chuyển sang phía đông và tạo thành hội tụ gió yếu trên khu vực Bắc Bộ. Lượng mưa trong các ngày khoảng 20 đến 70mm, có nơi hơn và khó có thể giải quyết tình trạng mưa trong ngắn hạn. Cơ quan khí tượng cảnh báo do tác động của nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ, đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và hoạt động dân sinh. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt mưa to ở miền Bắc tạm thời kết thúc trong 1-2 ngày tới. Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung phổ biến ít mưa, trời nắng và có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ. Từ ngày 12, 15, 16 tháng 6, miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Nói về thực trạng thiếu nước, nhiều hồ thủy điện cạn trơ đáy, không thể phát điện, ông Hưởng cho biết. So với cùng kỳ năm 2022, tổng dung tích 5 hồ chứa lớn thuộc liên hồ chứa sông Hồng như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà thấp hơn khoảng 7,476 tỷ mét khối. Cho đến thời điểm hiện nay, tổng lượng dòng chảy trên các sông khu vực miền Bắc phổ biến thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm, từ 40 đến 80%. Trong đó, dòng chảy trên sông Thao thiếu hụt nhiều nhất, trên 90%. Dòng chảy đến từ các hồ chứa khu vực Bắc Bộ thời điểm hiện tại đang thiếu hụt từ 55 đến 75% so với trung bình nhiều năm. Mưa ít, nắng nóng xảy ra sớm sẽ làm cho dòng chảy đến từ các hồ giảm. Trạng cho thấy mực nước tại nhiều hồ chứa lớn trên khu vực Bắc Bộ mưa ở mức rất thấp. Điều này ảnh hưởng đến khả năng phát điện của các hồ. Khi xã hội phát triển, nhu cầu sử dụng điện, nước của người dân tăng lên rất nhiều. Nhiều tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc sẽ đối mặt với tình hình thiếu điện, thiếu nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, khỏe của người dân và tác động đến nhiều hoạt động sản xuất khác. Đặc biệt, trong giai kỳ chính của mùa hè ở miền Bắc với số ngày nắng nóng càng tăng, thời gian tới, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ, có nơi còn cao hơn, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều ngày hơn trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Lượng mưa tại Bắc Bộ vẫn có xu hướng thiếu hụt từ 5 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 25%. Trong 2 tuần cuối tháng 6, rãnh áp thấp phía Bắc hoạt động yếu, vùng thấp nóng phía Tây mở rộng ra, nắng nóng gia tăng và kéo dài ở các tỉnh phía Bắc. Dự báo nền nhiệt ở các tỉnh phía Bắc cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ. Các tỉnh phía Bắc có khả năng có 1-2 đợt nắng nóng kéo dài, có thể xuất hiện các ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Các tỉnh phía Nam nền nhiệt xấp xỉ trung bình nhiều năm, cao cận nhiệt có xu hướng hoạt động lấn Tây hơn so với trung bình nhiều năm, khiến lượng mưa sụt giảm 10 đến 30mm so với trung bình nhiều năm ở trên phạm vi cả nước. Riêng chỉ khu vực biên giới phía Bắc vẫn có khả năng tăng mưa so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn cần đề phòng mưa dông với lượng mưa to bất chợt xảy ra vào khoảng thời gian chiều tối, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nửa cuối tháng 6, ở Trung Bộ, vùng thấp nóng phía Tây mở ra, gió phơn bắt đầu hoạt động mạnh, Trung Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cao nhất ở các vùng núi có thể vượt trên 39 độ, đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ
Bắc Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0 đến 0,5 độ. Ở Nam Trung Bộ, xấp xỉ trung bình nhiều năm. Lượng mưa toàn khu vực thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0 đến 10mm trên tuần. Nửa cuối tháng 6, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa ở Nam Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 20mm trên tuần. Khu vực Tây Nguyên thấp hơn từ 0 đến 10mm trên tuần. Nền nhiệt có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0 đến 0,5 độ. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng bản tin 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc mới năng động, hiệu quả. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.